Xin chào các bạn. Vừa rồi trong hôm qua với hôm nay thì báo Tuổi Trẻ có đưa một cái tin là nhân viên cây xăng gian lận tiền. Thì cái hành động đó nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở nhiều nơi rồi. Thì hôm nay chúng ta lại phát hiện thêm hai vụ mới, một vụ là ngay đầu cầu Bình Triệu bên Bình Thạnh và một vụ là bên Kha Vạn Căn. Thì hôm nay mình sẽ làm lại cái hành động đó cho các bạn coi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái thủ thuật của người ta dùng là như thế nào để chúng ta biết, chúng ta tránh. Và mình sẽ có một số những cái lời khuyên dành cho các bạn khi các bạn đi đổ xăng, làm sao để tránh được trường hợp đó. Rồi, trước tiên, người ta làm rất kỹ, người ta đếm hai lần cho các bạn coi. Và thứ nhất, người ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4, đó, người ta đếm rõ ràng 4 tờ cho các bạn coi ha. Đầu tiên người ta đếm 1, 2, 3, 4. Rồi, sau đó người ta lại bỏ vô. Người ta bỏ vô, người ta đếm lần 2. Cái lần 2 này quan trọng nè. 1, 2, 3, 4. Thì cái lúc này người ta cố tình đếm 2 lần để cho các bạn thấy nhìn kỹ. Ở đây chúng ta có 4 tờ 400 ngàn. Rồi tiếp theo người ta sẽ để cái ngón tay vào đây. Rồi, cái sắp tiền còn lại người ta sẽ lật ra. Lật ra vừa ở cái mức 50 ngàn. Lòi ra, người ta thò tay vô, người ta lấy một tờ 50. Thì đồng thời phía dưới, ngón tay phía dưới người ta sẽ rút một tờ phía dưới ra, còn ở trên thì lấy tờ 50 ngàn phía trên, rồi đưa cho khách. Lúc này nếu mà thật sự là mình đang vội thì mình có thể là bỏ nhanh cho nó quyết, hoặc là mình kẹp lại mình đút cho tối liền. Đó là cái hành động mà gian dối của nhân viên, người ta đã đánh cháo như thế. Bây giờ mình sẽ làm nhanh cho các bạn coi ha. 1, 2, 3, 4. Đếm này rối quá. Lấy lại vô đếm lại. 1, 2, 3, 4. Rồi, như vậy khi các bạn lấy ra nó chỉ có 350. Rồi mình làm lại một lần nữa ha. Rồi, vô bộ đếm cho khách coi thôi. Dù người ta đưa 500 ngàn thôi, bỏ đây. Rồi, thối tiền cho khách. Rồi, chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi, chúng ta sẽ đếm lại 350. 1, 2, 3, 4. Đếm này rối quá. Lấy lại vô đếm lại. 1, 2, 3, 4. Rồi, như vậy khi các bạn lấy ra nó chỉ có 350. Trước ha. Thứ nhất là khi các bạn đi đổ xăng, lưu ý cái xe của mình khi đổ dưới 100 ngàn chắc chắn nó sẽ đầy ha. Một bình xăng 3,7 lít thì với giá xăng bây giờ là 17 ngàn thì chúng ta đổ 50 ngàn là vừa. Nếu xe các bạn vừa hết xăng, các bạn đổ 50 ngàn là vừa. Vậy thì các bạn sẽ chuẩn bị một tờ 50 ngàn ha, bơm đúng 50 ngàn. Hoặc là chúng ta có thể cầm tờ 100 ngàn, chúng ta đổ dưới 100 ngàn thì sẽ ít cái trường hợp là bị lừa. Còn lưu ý khi chúng ta đổ xăng tuyệt đối không được cầm theo tờ 200 ngàn và tờ 500 ngàn để tránh trường hợp người ta thối tiền, mình sẽ bị thiếu tiền đó. Thì đó là lưu ý. Hoặc là khi đổ xăng chúng ta vô yêu cầu người ta đổ là 2 lít hay là 1 lít thì chúng ta cầm sẵn cái mức tiền gần vừa với số tiền mình muốn đổ. Đó, thì đó là biện pháp duy nhất để chúng ta tránh trường hợp bị chủ cây xăng thối thiếu tiền. Còn trường hợp mà bị gian lận, chúng ta đổ xăng mà người ta gian lận xăng của mình
thì cái chuyện đó chúng ta không thể nào tránh khỏi, thì cái chuyện đó cơ quan chức năng người ta sẽ có biện pháp kiểm tra. Còn trước tiên đối với là người tiêu dùng thì yêu cầu các bạn nên đổ xăng cầm tờ tiền mệnh giá là 100.000 trở xuống nha, và an toàn nhất cho các bạn là cầm đúng tờ 50.000 đổ xăng, thì cái xe các bạn đổ không thể nào trên 50.000, có thể là 60 70 không sao, nhưng mà chúng ta cứ đổ 50.000 đi, hết chúng ta được đổ tiếp, tại vì 50.000 các bạn sẽ đổ được 3 lít, như vậy các bạn có thể chạy được là 150 cây số rồi, thì nó khá là nhiều. Còn bây giờ sau đây mình sẽ làm lại cái hành động mà nhân viên cây xăng đã gian lận tiền của các bạn. Thì cái điều đặc biệt ở chỗ này nè các bạn, nếu mà đúng lý ra một xấp tiền của người ta sẽ để từ mệnh giá cao xuống mệnh giá thấp, ví dụ là 500 ngàn, rồi tới 200, rồi tới 100, rồi tới 50. Nhưng mà cái điều đặc biệt của nhân viên cây xăng ở đây, người ta để tiền như thế này các bạn, cái bên ngoài là tờ 500 là để nhận khách bỏ vô, ngoài cùng nó sẽ là những tờ 100, rồi tiếp theo ở giữa nó sẽ là tờ 50, rồi tiếp theo nữa là những đồng tiền khác, dù 10.000, 20, và cuối cùng là đồng tiền 500. Tại vì sao? Tại sao cái tờ 50 này người ta không để bên ngoài mà người ta lại để phía sau tờ 100? Thì đó là cái mánh mà người ta gian dối. Rồi đó là cái hành động gian lận mà nhân viên cây xăng báo Tuổi Trẻ đã phản ánh trong mùng 2 số online vừa rồi. Thì mình hy vọng là sau cái kỹ thuật mình hướng dẫn lại và mình cho các bạn xem kỹ cái kỹ thuật của nhân viên gian lận như thế nào, thì hy vọng là các bạn sẽ có cho mình chút kinh nghiệm để các bạn khi ra đường các bạn tránh. Một lời khuyên cuối cùng mình muốn nhắc lại cho các bạn là khi đổ xăng nhớ cầm đúng tờ 50.000 hoặc là tờ 100.000 và để tránh trường hợp nhân viên của ta móc túi tiền của mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip, và các bạn thấy cảm thấy hay, bạn có thể chia sẻ cho mọi người để mọi người rút kinh nghiệm.